Tôi là Thầy Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các Phật tử trong nước và các Phật tử đồng bào ở hải ngoại. Bây giờ tôi đã nói hồi hôm, tôi có một cái bài livestream. Tôi nói rõ Nguyễn Phú Trọng chết hay sống. Quý vị sẽ tự kiểm chứng đi, rồi tôi sẽ dùng 1% tôi dành cho quý vị. Tôi thì tin tới 99%, còn 1% quý vị tự kiểm chứng. Còn nếu quý vị không kiểm chứng, tôi sẽ trả lời một thời gian rất là ngắn. Cái quan trọng bây giờ là tôi khuyên quý vị hãy tập trung, nhất là những đồng bào trong nước, hãy xuống đường, chuẩn bị xuống đường theo lời kêu gọi của tất cả các tổ chức ở trong nước và ngoài nước. Thời gian tốt nhất để xuống đường, nhớ kỹ, không có thời gian nào tốt bằng lúc này. Tất cả những cái tên mà lãnh đạo cộng sản nó chết thì sẽ có tên khác thay, nhưng mà hiện giờ nó đã chết dồn dập, cho nên cái ghế đang bỏ trống là cái ghế tổng bí thư và cái ghế chủ tịch nước, mà các phe nhóm của đảng cộng sản bây giờ đều rất là lo lắng. Không có phe nào dám ngồi lên cái ghế đó. Một là phải bị ăn chất phóng xạ, hai không ăn chất phóng xạ thì cũng bị các họng súng của các phe phái để mà nhắm vào. Cho nên quý vị ơi, đây là cái thời gian thần tiên nhất để xuống đường. Bây giờ đó, hồi tối tới giờ tôi nhận cái câu trả lời, và tôi trả lời một nhóm rồi, nhưng mà bây giờ rất nhiều cái mail cứ hỏi tôi vấn đề chết sống. Bây giờ tôi hỏi lại quý vị, bây giờ tôi đặt câu hỏi với đệ tử của tôi nha. Tôi xin lỗi quý vị, tôi đặt câu hỏi với đệ tử của tôi. Quý vị trả lời cho tôi cái câu này đi, rồi tôi sẽ cho quý vị biết trong vài ngày tới. Bây giờ quý vị cứ đặt câu hỏi tôi hoài, bây giờ tôi đặt lại câu hỏi cho đệ tử của tôi, những cái người mà đã gửi email cho tôi, lắng nghe đây. Hồ Chí Minh nằm ở trong cái lăng Ba Đình là Hồ Chí Minh thiệt hay là giả? Quý vị trả lời tôi từng câu hỏi. Tôi hỏi lại, cái xác chết của Hồ Chí Minh nằm ở trong lăng Ba Đình là Hồ Chí Minh thiệt hay giả? Nếu quý trả lời giả thì ai là cái người nằm trong đó? Quý vị, nếu quý vị trả lời là Hồ Tập Quan thì như vậy một cái xác chết mà nó đã giả mạo, nó điều hành đất nước từ năm 1945 tới bây giờ hả? Nó thao túng Việt Nam từ năm 1945 tới bây giờ. Quý vị để ý coi, mà quý vị biết rõ ràng tôi chỉ hỏi một câu hỏi với đệ tử của tôi không dám hỏi với tất cả những người khác. Tôi hỏi những cái nhóm đệ tử mà liên tục gửi email với tôi, quý vị trả lời giùm thầy đi, cái xác chết ở trong cái lăng Ba Đình là của Hồ Chí Minh thiệt hay là Hồ Chí Minh giả? À, mà theo tài liệu của thế giới thì Hồ Chí Minh đã chết từ năm 1932 rồi. Như vậy một cái xác chết không phải là người Việt Nam của Hồ Tập Quan, một cái người Tàu Cộng, mà nó đã thao túng Việt Nam chúng ta mấy chục năm. Đó là tôi hỏi đệ tử tôi, xin lỗi tất cả các bậc mà cao nhân, tôi không dám hỏi quý vị. Tôi chỉ hỏi cái nhóm mà cứ liên tục đánh email đệ tử của tôi hỏi tôi hỏi lại, cái xác chết nằm ở trong lăng Ba Đình là thiệt hay giả? Nếu quý vị nói thiệt thì tôi trả lời khác, nhưng mà quý vị nói giả, giả mà còn điều hành đất nước Việt Nam chúng ta điên đảo từ năm 1945 tới bây giờ. Cái thứ hai, tôi hỏi một câu nữa, tôi cũng không dám hỏi ai hết, tôi chỉ hỏi đệ tử của tôi, những người mà đánh email cho tôi, là Chủ tịch nước Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Quý vị trả lời đi. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Nếu quý vị nói chết từ mới cái mà giờ trong tháng rồi thì quý vị hoàn toàn sai. Quý vị coi lại đi, theo dõi lại những cái hình ảnh đi, những đệ tử của tôi mà gửi email làm ơn coi lại đi. Từ cái lỗ tai của Trần Đại Quang, từ cái tướng đi, từ cái gì cái những cái nét khác biệt. Cho nên quý vị phải đi ngược lại Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Mà tới lúc nào Trần Đại Quang mới được hợp thức hóa, mới được làm lễ quốc táng? Quý vị trả lời tôi đi. Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Trần Đại Quang đã đi qua Nhật bao nhiêu lần? Và Trần Đại Quang đã chết từ lúc nào?
và Trần Đại Quang thiệt đã được làm quốc tán từ lúc nào? Quý vị trả lời tôi đi. Với cái kỹ thuật mà lắp ráp bây giờ, với cái kỹ thuật hóa trang bây giờ, chúng ta có thể hóa trang bất cứ người nào, kể cả tôi, nếu khi tôi chết rồi hoặc là tôi bị giết rồi, mà đệ tử tôi tại Hoa Kỳ họ muốn nói là Thích Thông Lai còn sống, thì với cái kỹ thuật hóa trang bây giờ, chúng ta có thể hóa trang bất cứ người nào nha. Rồi tôi nói luôn cả về cái kỹ thuật. Thí dụ bây giờ tôi đọc diễn văn, tôi đọc một cái bài coi như là cái bài diễn đàn nào đó, ở trong một cái thời gian nào đó khi tôi chết, người ta vẫn có thể lấy những cái bài, chẳng hạn như tôi đọc trong một cuộc đời tôi có bao nhiêu lần lễ Phật Đản, bao nhiêu lần lễ Du Lan, tôi đệ tử tôi khi họ muốn họ vẫn lấy những cái bài nói cũ của tôi, họ sẽ chuyển sửa âm thanh một vài chỗ thôi, và hoàn toàn quý vị sẽ thấy rằng cái bài diễn văn của tôi đọc hồi năm 2008 và bây giờ nếu mà người ta muốn, người ta vẫn có thể lấy bỏ lên livestream vào 2018 mà không ai biết được. Với cái kỹ thuật của tinh vi bây giờ lắp ráp, tôi chỉ cần đệ tử tôi trả lời dùm Hồ Chí Minh mà nằm ở trong Ba Đình đó là Hồ Chí Minh thiệt hay giả. Nếu mà giả thì tại sao chúng ta vẫn bị lừa tới mấy chục năm? Rồi tôi hỏi quý vị, Trần Đại Quang thật chết từ lúc nào? Và cái xác Trần Đại Quang thật được bỏ trong phòng lạnh từ lúc nào? Và Trần Đại Quang được chính thức được làm quốc tán từ lúc nào? Quý vị trả lời tôi. Tôi xin lỗi nha, tôi chỉ hỏi cái nhóm đệ tử mà email cho tôi nha. Và tôi hỏi rằng tất cả các cái bài điếu văn, tất cả cái bài điếu văn mà coi như là Dũng, chẳng hạn như tôi đã từng đọc bao nhiêu điếu văn, tôi đi làm bao nhiêu cái đám ma, thì khi mà tôi đọc cái lời điếu văn mà chia buồn hay là dưới gia đình, thì bây giờ đó đệ tử tôi họ lắp ráp, họ có thể lấy lại cái đoạn đó và họ ghép vô bất cứ đám ma nào cũng được. Cho nên quý vị yên chí đi, tôi chỉ nói sơ, tôi chờ cái nhóm đệ tử tôi email trả lời cho thầy đi nha. Tôi hỏi ba câu, xác chết Hồ Chí Minh ở trong cái lăng Ba Đình là thiệt hay giả? Trả lời đi. Cái thứ hai, Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Chết từ lúc nào và tới lúc nào mới được làm quốc tán? Quý vị trả lời đi. Và nếu Nguyễn Phú Trọng còn sống thì tại sao đài truyền hình lại đi làm những cái chuyện mà ráp nói để bây giờ nó lòi tùm lum nha? Thì bây giờ cái chuyện đó tôi nói, tôi sẽ quý vị kiểm chứng đi. Rồi một ngày không xa tôi sẽ còn 1% đó, tôi nói tôi tin 99%, còn 1% đó tôi sẽ chứng minh. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cho đệ tử tôi đó nha. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, Trần Đại Quang chết sẽ có Trần Đại Quang khác ác hơn lên, Nguyễn Phú Trọng chết sẽ có Nguyễn Phú Trọng ác khác hơn chết lên. Nhưng cái lúc này là cái lúc chúng ta tập trung mũi dùi hướng dẫn đồng bào trong nước xuống đường để mà giải thể cộng sản. Lúc này là cái lúc toàn bộ 4 triệu đảng viên đảng cộng sản hoang mang. Lúc này là cái lúc Tàu Cộng đang bị coi như Hoa Kỳ bao vây kinh tế, Hoa Kỳ đang dàn quân ở Biển Đông. Chúng ta không có thời cơ nào tốt hơn lúc này. Một lần nữa tha thiết kêu gọi quý vị Phật tử, tất cả những người yêu nước, tất cả những người mà còn quan tâm tới sự tồn vong của dân tộc, chúng ta phải xuống đường. Xuống đường ngay lúc này, ưu tiên số 1, công an không dám đàn áp thẳng tay, vì không biết là cái phe nào lên. Nếu mà tương lai cái phe mà thân Mỹ nó lên mà mình đàn áp thẳng tay thì mình nằm trong danh sách sẽ đẹp đường ra để tòa án xét xử. Đó, cho nên quý vị hãy xuống đường đi. Lần này có nhiều cái lợi lắm. Các chiến sĩ bóng đêm, các chiến sĩ thầm lặng đã tấn công liên tục tất cả các cơ sở của Tàu Cộng và bắt giờ đang chiến thanh, tấn công luôn vào các cơ sở của Việt Cộng. Và quý vị chờ đi, chúng ta không có thời gian nào tốt hơn nữa. Mà quý vị coi, sẽ có những nhân vật kế tiếp quan trọng trong đảng Cộng sản sẽ bị thanh trừng và quốc tán liên tục. Tôi nói cho quý vị nghe, trở lại thời gian này, một lần nữa tha thiết kêu gọi những Phật tử mà cứ hỏi thầy là coi như là Nguyễn Phú Trọng chết thiệt hay chết giả, thì quý vị hãy dành thời gian xuống đường biểu tình đi. Còn dưới danh dự của thầy Thông Lai, thầy hứa quý vị một thời gian không xa thầy sẽ kiểm chứng cho quý vị
Nhưng mà quý vị đừng gửi nữa, đừng gửi thư hỏi tôi nữa. Quý vị hãy đánh email trả lời cho thầy đi. Xác chết trong dinh Ba Đình, trong lăng Ba Đình là thiệt hay giả của Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh giả mà tại sao điều hành đất nước được tới mấy chục năm? Thứ hai, Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Quý vị phải coi lại những cái phim, những cái hình ảnh mà lúc mà Trần Đại Quang mà đi khám bệnh vắng mặt thời gian rồi Trần Đại Quang trở về, có những cái hình ảnh họ cho thấy lỗ tai Trần Đại Quang thiệt như thế nào, tổ tai Trần Đại Quang giả như thế nào. Rồi quý vị, người ta đã đem vấn đề đó và người ta quên hẳn rằng người ta cứ tưởng là Trần Đại Quang mới chết đây. Người ta tưởng Trần Đại Quang mới quốc tán đây. Trần Đại Quang chết lâu rồi nhưng mà mới được chính thức quốc tán mới đây thôi. Cho nên tôi nói rõ cho quý vị, tôi sẽ chứng minh coi như Nguyễn Phú Trọng chết hay sống, mà tôi yêu cầu cái nhóm đệ tử của tôi đó, quý vị có gửi email được cho tôi đó, thì tôi hứa quý vị tôi sẽ trả lời chứng minh. Tôi chứng minh là Trần Nguyễn Phú Trọng chết hay sống trong một ngày không xa. Tuy nhiên quý vị trả lời đi, xác chết Hồ Chí Minh trong lăng Ba Đình là thiệt hay giả? Nếu giả, tại sao bây giờ, nghĩa là rất nhiều, tất cả chúng ta ai cũng tin đó là Hồ Tập Quang nha. Rồi cái thứ hai nữa, Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Chứ không phải mới chết đây đâu. Và bây giờ Nguyễn Phú Trọng chết lúc nào? Chúng tôi sẽ hứa 1% đó, tôi cho quý vị kiểm chứng. Quý vị không kiểm chứng, tôi kiểm chứng. Tôi vẫn nói thẳng thắn, coi như là đinh đóng cột luôn. Quý vị đừng có lo. Nhưng mà cái vấn đề hiện tại là thời cơ đã đến, chúng ta phải xuống đường. Xuống đường lần này, lợi ích thứ nhất, Đảng Cộng sản đang đấu đá lẫn nhau. Lợi thứ hai, tất cả những cái lực lượng công an họ không dám đàn áp mạnh vì họ không biết phe nào sẽ lên nắm chính quyền. Nếu rủi mà phe thân Mỹ lên nắm chính quyền là coi như mình sẽ bị coi như là xử tử. Cho nên họ bây giờ họ đang đứng ở cái thế là không biết ai là cái người chỉ huy, ai là cái người ngồi vào ghế Nguyễn Phú Trọng. Và bây giờ Hoa Kỳ ở Biển Đông, các nước tư bản, các nước cường quốc tự do ở Biển Đông, chúng ta phải xuống đường. Xuống đường càng sớm càng tốt. Chúng ta phải xuống đường. Xuống đường không có nghĩa là chúng ta coi như đầu hàng Cộng sản, mà chúng ta lợi dụng ngay cơ hội này. Cộng sản đang chia rẽ, Cộng sản đang thanh trừng, thì chúng ta phải xuống đường. Còn cái chuyện tôi hứa với quý vị, tôi sẽ chứng minh cho quý vị một ngày không xa. Trân trọng kính chào quý vị. Và cái buổi nói chuyện hôm nay là tôi đặt câu hỏi với đệ tử của tôi. Xác chết Hồ Chí Minh nằm trong lăng Ba Đình là thiệt hay giả? Là người Việt Nam hay người Tàu? Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Mà quý vị cứ nói đi. Cho nên quý vị ơi, tôi có rất nhiều bài nói chuyện trong những lễ Phật Đản. Bài nói chuyện lễ Phật Đản 2000-2001 cho tới 2018. Trong 18 cái bài nói chuyện lễ Phật Đản đó, tôi nếu mà sau này tôi chết mà đệ tử tôi nó có một người giả mạo tôi để điều hành cái hệ thống này, thì nó vẫn có thể lấy những cái bài đó, nó sửa ngày sửa giờ, nó bỏ lên. Và như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng, tên Nguyễn Phú Trọng đã bao nhiêu lần đọc điếu văn. Cho nên những cái bài điếu văn đó đối với kỹ thuật bây giờ nó ghép vô thì vẫn tưởng như ổng đang đọc thôi. Còn bây giờ tôi chết rồi, người ta có thể thuê một người có tướng mạo giống tôi, make up với kỹ thuật quá trang của những cái người chuyên nghiệp của những cơ quan tình báo bây giờ, thì vẫn có, chỉ có khác nhau chiều cao chút đỉnh thôi, nhưng mà với người thường không thấy được. Tôi chết rồi nhưng mà đệ tử tôi nó có thể kiếm một người nào đó để tôi khiêng quan tài của cha mẹ tôi hay là bạn đồng tu của tôi. Chuyện đó không có nhỏ, dễ lắm. Nhưng mà tôi hứa quý vị trả lời giùm tôi, nhất là đệ tử của tôi. Hả? Hồ Chí Minh nằm trong lăng Ba Đình là thiệt hay giả? Người Việt Nam hay người Tàu? Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Và Trần Đại Quang được chính thức để Đảng Cộng sản làm quốc tán từ lúc nào? Và chuyện Nguyễn Phú Trọng tôi sẽ trả lời một ngày không xa. Và cái nhiệm vụ chính của tất cả người Việt Nam muốn lật đổ Cộng sản là phải xuống đường. Và nhiệm vụ chính của những người Việt ở hải ngoại là đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Và tôi nói rõ cho quý vị. Và một cái sẵn dịp đây tôi sẽ bổ túc một câu hỏi tôi lấy từ trong mail. Thưa Thượng tọa Thích Thông Lai, tình hình Việt Nam biến động làm cho chúng con là một nhóm người ở trong nước và ở hải ngoại, chúng con băn khoăn
cái người mà sẽ lãnh đạo dân tộc Việt Nam để điều hành một chính phủ Việt Nam tự do không cộng sản, người đó là ai? Người đó là những người thuộc của Việt Nam Cộng Hòa, hay là thế hai Việt Nam Cộng Hòa, hay là thế hệ thứ ba Việt Nam Cộng Hòa. Người đó phải như thế nào? Người đó phải như thế nào? Người đó mới đem lại tự do, hạnh phúc, dân chủ cho dân tộc Việt Nam một khi hậu cộng sản. Và người đó theo Thượng tọa Thích Thông Lai, cái thành phần mà sau này để về lãnh đạo đất nước là ai? Bây giờ đó, câu trả lời này của một nhóm Phật tử, họ hỏi tôi là cái người lãnh đạo của một chính phủ Việt Nam tự do không cộng sản sau này sẽ là ai? Sẽ là những cựu quân dân Việt Nam Cộng Hòa, phải không? Phải là những người như thế nào? Bây giờ tôi nêu lên ba trường hợp. Chắc chắn rằng những người đảo chánh, những người cộng sản hiện giờ ở nắm các chức vụ mà trong các quân khu, nắm quân đội nhân dân cộng sản đảo chánh, họ đảo chánh thì được, nhưng mà họ lên nắm chính quyền, chắc chắn rằng tất cả người Việt Nam tự do chúng ta sẽ không bầu cho họ, sẽ có sự chống đối. Và như vậy, nếu để cho những tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa mà đã đi ra Hoa Kỳ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người này trở về để tiếp quản Sài Gòn, chắc chắn cái lực lượng đảo chánh họ cũng không phục. Họ nói mấy anh là những người thua trận, chúng tôi đâu có phục đâu, thì sẽ có sự chia rẽ. Như vậy, chúng ta cũng không thể nào ủng hộ cái thành phần đảo chánh để nắm chính quyền Việt Nam tự do không cộng sản tương lai. Mà cái tụi mà nó theo, nó đảo chánh, nó trở về với dân tộc, nó không ủng hộ những chiến tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, những người làm việc trong Việt Nam Cộng Hòa về lập chính phủ. Như vậy, làm sao có một chính phủ Việt Nam tự do mà được người trong nước ủng hộ, người ngoài nước ủng hộ? Như vậy là ai, quý vị trả lời đi. Tôi nêu câu hỏi đó, tôi sẽ trả lời. Phải không quý vị? Một cái nhân vật nào mà sẽ lãnh đạo một chính phủ Việt Nam tự do không cộng sản mà được sự ủng hộ của toàn dân trong nước, mà được sự ủng hộ của toàn dân ở hải ngoại, phải không? Cái người đó như thế nào? Quý vị trả lời đi. Nếu bây giờ tôi nói, tôi đưa ra những cái vị cựu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, thì chắc chắn ở trong nước sẽ có nhóm cộng sản nó không có phục. Nó nói, ồ, mấy anh thua tôi mà, mấy anh bỏ chạy mà, làm sao mà tôi lại phục được? Mấy anh cũng không có quân đội, quân đội chúng tôi nổi lên đảo chánh. Mà bây giờ nếu mà nói để cho cái nhóm quân đội mà nó quay đầu nhân dân, chắc chắn là lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng Việt Nam tị nạn cộng sản, lực lượng Việt Nam lưu vong cũng không chấp nhận cái chính phủ đó. Thì như vậy, cái đề tài đưa ra là một cái người lãnh đạo chính phủ Việt Nam tự do phải được sự đa số ủng hộ, đa số ủng hộ của người Việt trong nước và đa số ủng hộ của người Việt ở hải ngoại. Cho nên, quý vị trả lời đi. Đối với tôi, thì bây giờ tôi nghĩ rằng thế hệ thứ nhất Việt Nam Cộng Hòa chúng ta tuổi đã hàng 7 hết rồi. Nha, già hết rồi. Chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có tình yêu dân tộc, chúng ta có lý tưởng, nhưng mà sức khỏe và tuổi già, sinh lão bệnh tử, nó không cho phép chúng ta tham chính, chúng ta chỉ là những cố vấn. Như vậy, những cái tên đảng cộng sản mà nó đang có tội ác với nhân dân, rồi bây giờ nó hồi đầu trở về, chắc chắn rằng chúng ta cũng không ủng hộ nó được, mà đa số cũng không ủng hộ nó được. Chỉ là tha chết thôi, chỉ là cho nó một con đường sống, chỉ là cho nó một phần nào ở trong ghế quốc hội thôi. Như vậy, ai sẽ là cái người có tài, có đức, thật sự và được Hoa Kỳ ủng hộ? Quý vị trả lời đi. Ai sẽ là có tài, có đức mà có chất xám rõ ràng? Quý vị trả lời đi. Với cái nhìn của tôi là phải nằm trong thế hệ thứ hai Việt Nam Cộng Hòa. Và phải nằm trong cái thế hệ mà con cháu đảng viên cộng sản đi du học tại Hoa Kỳ, mà họ đã biết rõ cái sai cái trái của cái đảng cộng sản. Và cái thành phần này là cái thành phần hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, như tướng Lương Xuân Việt, như Dương Việt Ánh, như những khoa học gia. Những người này có tài, có đức và thật sự sẽ được cả thế giới kính nể. Và những thành phần du học sinh mà đã có bỏ, không trở về nước, cũng như thứ trưởng của cộng sản có một bài nói chuyện,
Tôi có mấy đứa con đi du học, tôi kêu nó trở về phục vụ đất nước, mà nó cũng không dẫn trở về, nó vẫn ở lại dưới bên Hoa Kỳ để nó phục vụ cho Hoa Kỳ. Cho nên tôi chưa có nói, nhưng mà bây giờ tôi nói, cái vị lãnh tụ của chính phủ Việt Nam tự do tương lai phải là một người có tài, có đức, và cái người đó phải được người trong nước kính nể, phải được người ở hải ngoại kính nể, và phải dứt khoát là không cộng sản, mà cái người này phải được Hoa Kỳ ủng hộ 100% để đương đầu với Tàu Cộng. Tôi nói rõ cho quý vị, Hoa Kỳ có thể để mà ngăn Tàu Cộng, Hoa Kỳ có thể xóa tan các căn cứ quân sự, các đảo nhân tạo của Tàu Cộng trên Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ không thể xóa sang lãnh thổ của Tàu Cộng được. Hoa Kỳ chỉ chặn đứng cái làn sóng xâm lăng, cái làn sóng của Tập Cận Bình. Nhưng mà chúng ta phải có một chính phủ Việt Nam tự do, người trong nước kính trọng, vì người này có đạo đức, người này có chất xám, người này có tài đức lật sự, và người này phải được người ở hải ngoại ủng hộ. Không thể nào chúng ta mà chọn một cái người lãnh đạo tân chính phủ Việt Nam tự do mà người đó không tài, không đức. Như vậy, bài toán nó rất là rõ ràng. Rõ ràng là cái người này phải có thực tài, người này phải là có sức sống, người này phải ở trong cái tuổi là không có quá già, và người này phải được đồng bào trong nước đa số ủng hộ và đồng bào ở hải ngoại đa số ủng hộ. Tôi nêu câu hỏi này lên để tôi mời quý vị trả lời trong tương lai. Tuy nhiên, cái bây giờ tôi tóm lại là phải xuống đường, càng sớm càng tốt. Vì không có thời gian nào tốt hơn thời gian này. Người xuống đường đợt này sẽ không bị đàn áp, sẽ không bị áp bức như các cuộc xuống đường khác. Vì Cộng sản, nhất tên lãnh đạo công an, họ không biết ai là cái người sẽ ngồi cái ghế tổng bí thư và chủ tịch nước. Nếu mà cái phe thân Mỹ mà nó ngồi vào cái ghế này, thì chắc chắn mình đàn áp biểu tình, mình sẽ bị đưa vào danh sách để mà đưa ra xử tử. Cho nên thời gian không có chờ đợi quý vị. Thời gian lúc này là chúng ta hãy tập trung tất cả lực lượng, tất cả mũi dùi để mà chúng ta hướng dẫn đồng bào trong nước tổng xuống đường. Phật giáo cũng được, Công giáo cũng được, Hòa hảo cũng được, Tin lành cũng được, nắm tay lại, đồng loạt xuống nhau, xuống đường để mà giành lại quyền dân tộc tự quyết. Chúng ta phải chọn ra một chính quyền. Chúng ta phải cho thế giới biết. Chúng ta không thể chờ Hoa Kỳ để vào trong này. Hoa Kỳ đang có bang giao với Cộng sản Việt Nam. Chúng ta phải lên án cho thế giới biết chúng ta đang bị đàn áp. Và chúng ta phải cho thế giới biết chúng ta có cái quyền dân tộc tự quyết. Mà muốn chứng minh như vậy, chỉ có chứng minh bằng cuộc tổng xuống đường của nhân dân Việt Nam ở khắp các thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai. Chúng ta phải chứng minh cho thế giới biết rằng chúng ta đứng lên đòi lại quyền dân tộc tự quyết, lập một chính phủ do dân, vì dân và phục vụ quyền lợi dân tộc của dân tộc Việt Nam. Thời gian này là thời gian tốt nhất để chúng ta thực hiện quyền dân tộc tự quyết, để chúng ta lật đổ chế độ Cộng sản. Trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những livestream mới. Và nhắc lại, đệ tử của Thầy trả lời, xác chết ở trong lăng Ba Đình là Hồ Chí Minh thiệt hay giả, người Việt Nam hay người Tàu? Thứ hai, Trần Đại Quang chết từ lúc nào? Tới lúc nào thì Đảng Cộng sản mới cho làm lễ quốc táng? Và tôi sau này, quý vị trả lời hai câu hỏi này đi. Thì trong một thời gian không xa, tôi sẽ trả lời cái 1%, tôi sẽ chứng minh Nguyễn Phú Trọng đã chết. Trân trọng kính chào quý vị.